Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc ông Donald Trump tới thăm quốc gia của mình để ông có thể lắng nghe ý kiến của cựu Tổng thống Mỹ về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng việc ông tới thăm Ukraine khi không phải là Tổng thống Mỹ không phù hợp vào thời điểm hiện tại. Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thúc giục ông Donald Trump qua các kênh trung gian đến thăm Ukraine. Mặc dù ông Trump và các đồng minh trong Quốc hội Mỹ được coi là trở ngại chính đối với việc thông qua gói viện trợ cho Kiev, nhưng Tổng thống Ukraine cho biết ông đã nỗ lực bền bỉ để tiếp cận vị cựu lãnh đạo Mỹ. Chúng tôi đã liên lạc thông qua những người phù hợp. Chúng tôi nói rằng chúng tôi muốn ông Trump đến thăm Ukraine, tận mắt chứng kiến mọi việc và đưa ra kết luận của riêng mình. Trong mọi trường hợp, tôi sẵn sàng gặp ông ấy và thảo luận về vấn đề này. Theo ông Zelensky, cựu Tổng thống Mỹ bày tỏ sự quan tâm nhưng chưa hứa trước. Trả lời cho một bức thư điện tử, chiến dịch của cựu Tổng thống Trump cho biết chưa có lời mời chính thức nào từ phía Tổng thống Zelensky đối với ông Trump. Không có động thái tiếp cận chính thức nào từ ông Zelensky và cựu Tổng thống Donald Trump từng công khai nói rằng việc ông ấy đến Ukraine vào lúc này là không thích hợp vì ông ấy không phải là Tổng thống Mỹ. Việc các ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ thường đi ra nước ngoài để tuyên truyền thông tin về chính sách đối ngoại không phải là việc hiếm gặp. Nghị sĩ Đảng Dân Chủ Sherrill cho rằng ông Trump không dám nhận lời mời đến Ukraine vì Tổng thống Putin không muốn thế. Mickey Sherrill, hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ của bang New Jersey hôm 12 tháng 4 bình luận, ông Trump sẽ không đến Ukraine, đơn giản vì Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn ông ấy đến. Donald Trump không quan tâm điều gì có lợi nhất cho an ninh quốc gia hay giá trị dân chủ của nước Mỹ, mà ông ấy chỉ quan tâm tới những gì có lợi nhất cho bản thân. Đây là lần thứ hai ông Donald Trump từ chối lời mời đến thăm Ukraine trong vòng nửa năm qua. Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Zelensky cũng đã mời ông Trump tới Ukraine để chứng minh rằng không thể giải quyết cuộc xung đột giữa nước này với Nga chỉ trong vòng 24 giờ, điều mà cựu Tổng thống Mỹ tuyên bố có thể thực hiện nếu đắc cử. Tuy nhiên, ông Trump khi đó đã từ chối lời mời vì lo ngại điều này có thể gây ra xung đột lợi ích với chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Nghị sĩ Sherrill bình luận, ông ấy không đủ dũng cảm khi được yêu cầu đứng ra bảo vệ giá trị dân chủ hay đối mặt với những lãnh đạo cứng rắn. Không mấy bất ngờ khi ông Trump quá nhát để bước chân đến vùng chiến sự khác xa Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trước đây, các cựu ứng cử viên Đảng Cộng hòa như cựu Phó Tổng thống Mike Pence hay cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie đã đến Ukraine trong quá trình vận động tranh cử. Trong cuộc tranh cử Tổng thống đầu tiên vào năm 2016, tỷ phú Donald Trump cũng đã đến Mexico và gặp Tổng thống khi đó là Enrique Peña Nieto. Hồi tháng 3 năm nay, sau loạt chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ, ông Trump đã giành được đề cử của Đảng Cộng hòa và dự kiến tái đấu với Tổng thống Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào ngày 5 tháng 11 tới. Từ lâu, cựu Tổng thống Trump và các đồng minh trong Đảng Cộng hòa luôn phản đối việc Washington hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông Trump từng nhấn mạnh mình có thể kết thúc cuộc chiến tại Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ sau khi đắc cử. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 6 năm ngoái với hãng tin Reuters, ông Trump cho biết nếu trở thành Tổng thống, ông sẽ đưa Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán. Trong khi đó, trong một bài viết trên tờ Washington Post hôm 7 tháng 4, ông Trump đã tiết lộ tin độc quyền rằng ông có thể chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine bằng cách gây sức ép buộc Kiev phải nhượng Crimea và khu vực biên giới Donbass cho Nga. Quan điểm phản đối viện trợ cho Ukraine của ông Trump đang phủ bóng lên triển vọng Hạ viện Mỹ sớm thông qua khoản hỗ trợ mới cho Kiev khi nhiều nghị sĩ ủng hộ ông phản đối chuyển thêm khí tài cho quốc gia này. Tổng thống Zelensky từng nhận định, nếu ông Trump đắc cử Tổng thống, nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ tác động rất mạnh tới xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, các quan chức chính sách cấp cao của Lầu Năm Góc về Nga và Ukraine đã kêu gọi các nghị sĩ Mỹ thông qua gói hỗ trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump, bằng phương thức riêng của mình, đã chặn đứng dòng tiền viện trợ của Mỹ tới Ukraine tại Hạ viện, nơi Đảng Cộng hòa của ông chiếm đa số. Có thể nói tương lai của Ukraine trong cuộc chiến với Nga dường như đang nằm trong tay ông chủ cũ của Nhà Trắng. Không nên viện trợ thêm một xu nào cho Ukraine là quan điểm của cựu Tổng thống Donald Trump trong việc chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra giữa Kiev và Moscow suốt 2 năm qua. Quan điểm cứng rắn và sức ảnh hưởng lớn của cựu Tổng thống Mỹ có lẽ đã trở thành kim chỉ nam cho Hạ viện nước này trong quá trình xem xét dự luật viện trợ. Hiện nay, quan điểm của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng hòa về vấn đề Ukraine vô cùng khác biệt. Trong khi Đảng Dân Chủ khẳng định hậu thuẫn cho Ukraine sẽ giúp Mỹ giữ vững tuyến phòng thủ trước Nga, một hành động cần thiết để đảm bảo chủ quyền quốc gia.
thì Đảng Cộng Hòa lại ưu tiên việc tăng cường an ninh biên giới và giải quyết các vấn đề nội sinh trong lòng nước Mỹ. Sự khác biệt trong quan điểm chính là nguyên nhân quan trọng khiến gói cứu trợ Ukraine vẫn đang bị mắc kẹt tại Hạ viện. Hôm 8 tháng 4, trước tình hình chiến sự ở Ukraine ngày càng trở nên khốc liệt, khiến Tổng thống Zelensky phải khẩn thiết cầu cứu, lãnh đạo phe đa số Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer lại một lần nữa lên tiếng kêu gọi Hạ viện thông qua gói viện trợ trị giá hơn 61 tỷ đô la dành cho Kiev. Ông Schumer cho biết, "Tôi kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Johnson và các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện dừng tình trạng tê liệt và thông qua dự luật bổ sung về an ninh quốc gia của Thượng viện. Tình hình ở Ukraine đang trở nên ngày càng tuyệt vọng." Ông Schumer cũng nhấn mạnh đến tình trạng những người bạn của chúng ta ở Ukraine đang chiến đấu và chết trên chiến trường mà không có sự hỗ trợ. Khác với thái độ cứng rắn 2 tháng trước, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson có vẻ đã mềm lòng và cởi mở hơn về khả năng sẽ thông qua gói viện trợ cho Ukraine sau thỏa thuận chung với Đảng Dân Chủ hồi cuối tháng 3 nhằm cứu chính phủ Mỹ khỏi nguy cơ bị đóng cửa. Tuy nhiên, câu trả lời của Hạ viện vẫn là không khi cựu Tổng thống Donald Trump và phần đông các hạ nghị sĩ khác vẫn kiên quyết phản đối. Một trong những đồng minh thân cận của cựu Tổng thống, Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene thậm chí đã đưa ra cảnh báo sẽ kích hoạt cuộc bỏ phiếu phế truất ông Johnson khỏi chức Chủ tịch Hạ viện nếu ông tán thành dự luật. Bà Greene nói, nguồn tài trợ của Ukraine phải chấm dứt. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Ukraine. Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở biên giới của mình và tôi đã nói rõ điều đó với Chủ tịch Hạ viện Johnson. Theo đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ có khả năng mất ghế nếu bà Greene hoặc bất cứ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nào đệ trình kiến nghị bãi nhiệm ông như những gì đã xảy ra với người tiền nhiệm Kevin McCarthy. Bên cạnh đó, ông Johnson vẫn cần cựu Tổng thống Trump để phát huy ảnh hưởng trong đảng. Được biết, trong ngày 12 tháng 4, ông Johnson đã tới câu lạc bộ Mar-a-Lago của Florida để tổ chức một cuộc họp báo chung theo lời mời của cựu Tổng thống. Cụ thể, cuộc họp báo chung sẽ nối lại quan hệ giữa ông Trump và ông Johnson sau những bất đồng xung quanh vấn đề dự luật viện trợ, nhưng cũng khép lại hy vọng le lói với Ukraine về khả năng nối lại dòng chảy viện trợ từ Mỹ trong tương lai. Tình hình tại Quốc hội Mỹ như tiếng sét đánh ngang tai với Ukraine trong thời điểm hiện tại, khi quân đội nước này đang thất thế và liên tục phải rút lui trên chiến trường. Không dừng lại ở đó, quân đội Kiev cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn cả về nhân lực lẫn vật lực. Các quan chức Ukraine hiện đang kêu gọi nữ giới tham gia quân ngũ, hạ độ tuổi nhập ngũ và xem xét cho phép tù nhân phục vụ quân ngũ nhằm bổ sung lực lượng tiền tuyến cho Ukraine. Theo Tổng tư lệnh quân đội mới được bổ nhiệm Oleksandr Syrsky, hiện nay quân lực của Moscow mạnh hơn lực lượng Kiev gấp 6 lần trên tiền tuyến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục viện trợ cho Ukraine, thậm chí trực tiếp điện đàm với Chủ tịch Hạ viện để thảo luận về việc thông qua gói viện trợ trị giá hơn 61 tỷ đô la Mỹ. Hôm 7 tháng 4, ông Zelensky đã đưa ra cảnh báo rằng cuộc chiến sẽ thất bại nếu Mỹ không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong buổi phỏng vấn vào một tuần trước đó với Washington Post, Tổng thống Ukraine cũng đề cập đến khả năng Ukraine sẽ buộc phải rút lui từng bước nếu nguồn viện trợ cạn kiệt dần. Theo nhiều chuyên gia, việc Đảng Cộng Hòa phong tỏa nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine đang đe dọa đến uy tín toàn cầu và danh tiếng của nước Mỹ. Với tư cách là một quốc gia ủng hộ các nền dân chủ, nhưng đây có vẻ không phải là vấn đề lớn với cựu Tổng thống Trump. Trong một tuyên bố mới đây, ông Trump hứa sẽ chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ nếu giành được nhiệm kỳ thứ hai. Ông chủ cũ của Nhà Trắng cũng đề cập đến các giải pháp hòa bình thay vì tiếp tục viện trợ quân sự, bao gồm việc kêu gọi Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga để chấm dứt chiến tranh. Hiện Mỹ vẫn là nhà tài trợ quân sự lớn nhất của Ukraine. Với gói viện trợ trị giá hơn 61 tỷ đô la Mỹ đang bị phong tỏa tại Hạ viện do ảnh hưởng của ông Trump và các đồng minh Đảng Cộng Hòa, có thể thấy tương lai của Kiev trong cuộc chiến tương lai không mấy khả quan. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin thời sự hàng ngày trên kênh tin tức chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi của quý vị hãy để lại dưới bình luận của video. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo trên kênh. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.